Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là tôi, Dũng Bựa đây. Chào mừng các bạn đã đến với The Longest Hole in Roblox. Một cái lỗ nó dài nhất ở trong Roblox luôn. Nghe cái tên là thấy bí ẩn rồi đúng không mọi người? Cái tựa game này nó được phát hành vào năm 2008 rồi nha mọi người. Rất là lâu rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Chưa gì bạn này đã cầm cái mic lên mà nó xúc xi măng rồi. Ồ, bạn đã chào tôi à? Ờ, không phải rồi. Bạn đã chào bạn kia không người? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Tôi thấy ở trên kia có một cái lỗ rất là... Ui. Holy moly. Rồi rồi, chúng ta bây giờ sẽ đạp lên cái này và leo lên ha. Ok, phải đứng vững nha mọi người. Tôi có một cái bóng bay nè mọi người. Thì cái bóng bay này tôi nghĩ là lên cao chúng ta sẽ cần đó. Bây giờ thì chúng ta hãy lên từ từ thôi. Ok, let's go. Lên nào, cố lên. Rồi khi nào để chúng ta lên được cái lỗ ở trên ta? Ôi, cái lỗ này dài lắm mọi người. Ôi, nó dài thòn lòn vậy. Ôi, tôi lên rất là cao rồi nha. Mong là tới được cái đích đến, nhưng mà tôi nghĩ là không tới được rồi. Vì cái chỗ này nó rất là cao, không thể tới được luôn đó. Tôi vẫn đang đi lên. Hai già, giờ bấm lộ một cái là rớt xuống luôn đó. Cố lên nào. Nhìn cái tướng gà đậu xanh gì kỳ vậy. Rồi cái tay của tôi nó cầm bong bóng ở chỗ nào? Cầm bong bóng ở đây mà cái tay này giơ lên là sao á? Tôi hiện tại vẫn đang đi lên. Mà trời, nó cao quá vậy trời. Holy moly, nhìn cả ở dưới cái lỗ nó còn chút xíu luôn. Mong là tới được nơi nha. Lên thôi nào. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Sao nó lâu dữ vậy ta, tôi ngủ được một giấc rồi đó mọi người. Ây da, chắc có thể là tôi sẽ đi rớt xuống thôi chứ lên hoài sao mà được. Nãy giờ không có thấy cái điểm đến ở đâu luôn mà. Thôi ráng cố gắng thêm vài tiếng đồng hồ nữa xem sao nha. Rồi khi nào chúng ta mới tới nơi đây? Nãy giờ là tôi ngủ được một giấc rồi đó mọi người. Trời ơi, đi nãy giờ chưa tới luôn mà. Nhưng mà cái ở dưới chân chúng ta là không còn thấy cái lỗ rồi. Cái lỗ nó còn chút xíu luôn là hiểu rồi mọi người. Chúng ta đang đi lên rất là cao rồi. Và nãy giờ đi là không thấy cái đích đến luôn mà. Không có thấy ánh sáng ở trên luôn đó. Cái lỗ này không biết nó dài bao nhiêu đây. Chứ đi mấy ngàn năm trời rồi mà nó vẫn chưa tới là sao đó. Tới đi chứ với cái tư thế này thì tôi rất là mỏi luôn rồi đó. Nghĩ sao tay phải thì cầm mà tay trái thì giơ lên. Nó liên tục như thế này thì ai mà chịu nổi đây. Có Superman thì cũng vậy thôi. Mọi người nhìn mặt hai con cá của tôi kìa. Nó vẫn cười tươi là sao đó. Còn thêm cái má hồng nữa chứ. Rồi khi nào chúng ta mới tới đây? Thôi chắc chúng ta cũng phải ngồi đó hát một bài nào đó để tâm sự tuổi trẻ thôi à. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường chơi chọi. Như mọi đứa trẻ khác, lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đầy những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng giữ mình không xấu xa. Yeah. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy. Về nhà thấy áp lực nhẹ như bất cỏ cái là bay. Rồi chưa tới lực. Ai da, rồi biết chừng nào đây. Cái lỗ mất tiêu ở dưới luôn rồi. Bởi vậy cái tựa game này nó ghi à, The Longest Hole là hiểu rồi. Cái lỗ nó dài nhất ở trong Roblox luôn mà. Ê, tôi thấy có hy vọng. Mọi người nhìn kỹ, nó có một cái gì đó ở trên. Màu xanh luôn hay gì á. Let's go, let's go. Còn hy vọng. Cái này kiểu như chúng ta đi lên sa mạc vậy đó mọi người. Đi đường sa mạc mà thấy có một cái nơi nào đó có nước đồ á,
thì một là bị ảo giác, hai là cái đó là thiệt nha mọi người. Tôi thấy có cái lỗ đi lên nữa kìa, không biết tôi có bị ảo giác không đây nữa. Thôi chúng ta sẽ cố gắng thôi, hẹn mọi người vào 1.000.000 năm sau nha. Mọi người thấy cái gì chưa? Chúng ta sắp tới nơi rồi. He he he. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Tôi đã tới nơi rồi. Wow. Đây là thiên đàng ư? Chúng ta đã vượt qua được cái lỗ dài nhất ở trong Roblox rồi nha. Wow. Ở trên này có cái gì? Thiên đàng là đây chứ đâu mọi người. Rồi, có sàn nhảy DJ luôn. Wow, quá tuyệt vời. Wow, ánh sáng mặt trời chiếu chói chang. Chúng ta đã tới được nơi thiên đàng rồi. Ây da, một cái nơi rất là đẹp luôn nha mọi người. Wow, wow, tuyệt vời. Trời ơi, cây nấm bự chà bá lửa luôn kìa. Qua wow, sân banh luôn. Trời ơi, sân banh thì thôi rồi rồi. Môn thể thao vua của tôi yêu thích nha mọi người. Rồi. Wow, ở đây rất là nhiều thứ. Và chúng ta đã chinh phục được cái tựa game này rồi hay gì đó. Chứ còn sao nữa. Thử bây giờ tôi đi vô cái ngôi nhà này coi. Rồi, đi vô nào. Wow, cái này như là nhà hàng đó. Nhà hàng ở trên thiên đàng luôn rồi. Chúng ta đang ở trên một cái hòn đảo luôn rồi chứ gì nữa mọi người. Cái hố rất là cao luôn. Trời ơi, đi hoài đi mãi mà không tới đó mà. Ồ, ở dưới đây có nước hay gì nè. Wow, nước trong veo luôn. Mọi người nhìn kìa. Cây cỏ đung đưa lá hoa đồ quá trời luôn. Wow, tuyệt vời nha. Ok, và chắc video của tôi đến đây là hết rồi nha mọi người. Chứ cái gì? Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi mà xem hết cái video này thì hãy bình luận bên dưới video cho tôi biết nha. Có thấy video này hay không? Nếu mà hay á thì cho tôi một like nha. Không like là buồn lắm luôn á. Chúng ta lại có thêm một bài học về một cái tựa game mới rồi. Như hồi ở video trước chúng ta có một bài học về tập đánh văn bản đúng không? Luyện về gõ phím. Và hôm nay chúng ta đã có một cái bài học mới ở trong một cái tựa game đã rất là cũ rồi, 2008 rồi ha. Thời này thì có nhiều bạn trong kênh của tôi có thể là chưa được sinh ra luôn đó mọi người. Và cái tựa game này nó cho chúng ta bài học gì? Đó chính là sự kiên trì. Nếu như tôi không kiên trì, tôi bỏ cuộc hồi nãy thì tôi không có lên được tới cái đích đến này đâu ha mọi người. Chúng ta trước khi làm một cái công việc gì đó, chúng ta phải có một cái sự kiên trì, một cái sự nỗ lực và không thể thiếu được sự may mắn. Và tôi cũng mong các bạn và tôi sẽ gặp thật nhiều may mắn và nhớ là nỗ lực nhiều vô nha. Tôi cũng vậy nè. Tới bây giờ rồi mà vẫn chưa có bạn gái luôn nè. Không có bạn gái thì chúng ta làm gì giờ? Chúng ta phải nỗ lực kiếm bạn gái thôi. Đúng không? Và tôi là Dũng Bự của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.